theo chân ba người đẹp trà Vinh đi cắt banh Khánh Thành khai trương cầu. Mày cắt máy đi, mày cắt đây là hay đăng Facebook rồi sẽ luôn. Đúng rồi, đã xin tiền thuê. Mày với con Tâm Phước. Xin tiền thuê. Cắt rồi, cắt cái. Cắt cái này cũng không phải của nhóm, của nhóm. Mình đi xin. Mày ném gì nữa cho. Vô đi chị.